đến bài này thì tôi xác định luôn bé này không bình thường. Bây giờ kể câu chuyện nó hợp lý là cái đáp án này nè, mới công nhận nè. Đằng sau em có nghe mọi người nhắc là Alibaba, Alibaba, mà cái người nào cứ nói to hơn là chị Nhi Cute, chị Nhi Cute. Em nghe vô Alibaba. Em bị liệu á, em bị liệu. Có bạn ngồi kế luôn nha. Ừ. Anh lát nữa anh sẽ điều tra ai là chị Nhi Cute. Dạ. Anh sẽ điều tra. Dạ. All in. Luật chơi đơn giản. Chúng ta có 5 bài hát. Ở 4 bài hát đầu tiên, thời gian tối đa là 25 giây cho mỗi bài hát. Và ở 20 giây đầu tiên, nếu người chơi nào đoán được tên của bài hát sau khi nghe giai điệu xong, hãy viết tên bài hát sẽ được cộng 2 điểm nếu đáp án chính xác. Và ở 5 giây cuối cùng, trên màn hình LED sẽ xuất hiện 4 đáp án. Lúc đó chúng ta chỉ việc viết chữ cái là A, B, C hoặc D thôi. Nếu sử dụng gợi ý sẽ nhận được 1 điểm. Lưu ý, chúng ta không viết chữ tắt, không viết xấu, không vẽ hình. Sao anh nói chữ không biết xấu nhìn anh Đức vậy? Ờ, tự nhiên Công thấy nhìn anh Đức luôn hay là anh Đức kìa? Đâu phải người xấu là biết chữ xấu đâu anh Huy, nói gì kỳ anh quá. Anh nhìn em mà Nhi. Sẽ cho các bạn một gợi ý, bởi vì hôm nay là Quốc tế Thiếu Nhi, vì thế những bài hát này sẽ liên quan đến những bài hát về tuổi thơ. Yeah. Ok ok, khách mời trẻ không cho nên phát ngày Thiếu Nhi. Và bây giờ bài hát đầu tiên bắt đầu. Không dám đâu, không dám đâu. Năm, bốn, ba, hai, một và hết thời gian. Ai là con chim non lớn vậy? Hồi nãy nhắc con chim non sai rồi. Vừa phát là mấy cái là con chim non liền à? Ừ. Trời ơi, chứ Hồng nó tới sai rồi. Thưa quý vị, nói chung về chính tả là anh đây số một luôn. Là hư hỏng nha mọi người nha. Không dám đâu. À, cái này là không đó. Cái này là không dám đâu nha. Không dám đâu. Rồi, đá cầu nhảy. Một bài hát mới, anh à, một bài hát mới. Nhi ơi, đá nhảy cầu là bài gì em? Cái gì không phải. Em nghe đá nhảy dây gì, đá cầu gì. Một bài hát cái gì đầy tính bạo lực. Đáp án chính xác là bài hát không dám đâu. Bài hát kế tiếp bắt đầu. Anh nào kêu thật to, tò 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 tê đúng ra đàn chương cho. Anh nào kêu bé trong mồm tê tê, tò 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 tê tê sắp đằng sau. Bỏ tiền tí hoan đúng không? Năm, anh không cần tụi em giúp luôn á. Bốn, tuyệt vời lắm. Ba, hai, một, hết thời gian. Tuổi thơ của Diệu Nhi hơi bất hạnh. Dạ, em thấy tuổi thơ của Nhi hình như là không có âm nhạc hay sao. Xin các cháu bé đừng lấy hình ảnh của chị Diệu Nhi làm hình tượng cho mình. Không, chị Nhi, chị em mình gọi là giữ vững lập trường. Hình như là ai tên Nhi cũng vậy hay sao. Rồi, như vậy đáp án chính xác đó chính là đội kèn tí hon. Tao vào đây có bên kèn e tê. Như vậy ở bài hát này thì Diệu Nhi, Bạch Không Khanh, Trương Thảo Nhi không có điểm. Những thành viên còn lại được cộng 2 điểm. Tiếp theo ạ, bài hát thứ 3. Bài này không biết thì thôi nha. Đáp án chúng tôi đó chính là Trả Nhà Thương Nhau. Con không mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Trả nhà ta cũng thương yêu nhau, xa là nhau, gặp nhau là cười. Như vậy ở đáp án này, ngoại trừ Diệu Nhi ra, những người còn lại được cộng 2 điểm. Bài hát thứ 4 bắt đầu. Bơi, cá bạc bơi. Không phải, không phải bài cá bạc đâu. Cá bạc bơi. Năm, bốn, ba, hai, một. Anh Huy, anh muốn lặn với Nhi luôn.
chữ lặng còn xa chính tả nữa chứ. Ok, đây mới giữ nè mấy bạn. Diệu Nhi chưa giữ đâu, đây mới giữ nè. Sĩ nào thân. Cá vàng. Ủa, chơi thân với lại Lưu Hoàng lắm hả? Lưu Hoàng với Olympia hả? Người ta là một group mà anh. Cái này gọi là tạo nét nè. Cá vàng chứ bơi không muốn đâu. Vậy ăn cá bơi dưới. Sai, thứ. Đáp án chính xác. Bài hát cá vàng bơi. Như vậy ở vòng này trừ Sĩ Thanh, trừ Diệu Nhi, Trương Thảo Nhi, những người còn lại được cộng 2 điểm. Hồi lúc anh đi học mẫu giáo á, anh được cử nhân về môn âm nhạc bộ. Cử nhân âm nhạc. Anh có quen bé nào tên là Diệu Nhi ở thời đó? Cái thời đó của anh thì có một bé tên Diệu Nhi. Má nó kể thôi. Má nó kể sau này má nó sẽ đẻ ra đặt tên Diệu Nhi. Có nè anh. Có gì nghi kỳ á. Má kể cho anh nghe. Ấy vậy. Bây giờ là bài hát thứ 5. Ở bài hát này thời gian tối đa là 20 giây và không hề có gợi ý. Ủa nãy giờ lại. Nãy giờ gợi ý là mấy đáp án trên màn hình đó. À dạ dạ. Em tập trung coi thôi. Em tập trung vô. Không, tại vì hồi nãy giờ em không có để ý. Em đừng có để ý tới Diệu Nhi nữa. Sẽ làm em không thể nào trưởng thành lên được. Hãy để Diệu Nhi. Nãy giờ em để ý tới anh không đó. Vậy hả? Trời ơi hay quá. Hay quá. Ok. Lát nữa em sẽ vô đội với anh đó. Bài thứ 5 bắt đầu. Ơi, Giang, ai mướn kể chuyện cổ tích gì? Tôi thiếu chuyện thần mà hết. Ủa? Alibaba. Đến bài này thì tôi xác định luôn bé này không bình thường. Bây giờ kể câu chuyện nó hợp lý là cái đáp án này nè, mới công nhận nè. Đằng sau em có nghe mọi người nhắc là Alibaba, Alibaba. Mà cái người nào cứ nói to hơn là chị Nhi Cute, chị Nhi Cute. Em nghe vậy, em ghi vô Alibaba Cute. Em bị liệu á. Các bạn ngồi kế luôn nha. Ừ. Anh lát nữa anh sẽ điều tra ai là chị Nhi Cute. Dạ. Anh sẽ điều tra. Dạ. Oni Baba. Đáp án chính xác đó chính là ca khúc Alibaba. Bài này rất là ấn tượng với cuộc đời em. Tại sao vậy? Lần đầu tiên em đi coi ca nhạc, em đi coi Lyson Quang Vinh. Thì lúc anh Quang Vinh hát bài này em đứng lên em hát, anh Vinh mời em lên hát trên sân khấu chung với trời anh Vinh. Hay quá. Đó là ấn tượng bài này bởi vì em nghe không bao giờ em quên. Từ nhỏ em được lên sân khấu rồi đó hả? Dạ, em đam mê danh vọng. Như vậy bây giờ sẽ là tổng kết số điểm cuối cùng của cả 8 người chơi sau vòng đầu tiên. Trương Thảo Nhi nhận được 4 điểm. Mạch Công Khanh nhận được 6 điểm. Hà Thúy Anh 8 điểm. Tiên Cô Chuyển Khóng 10 điểm. Sĩ Thanh 6 điểm. Vicky Nhung 8 điểm. Anh Đức 10 điểm. Thấy quá rõ ràng không em? Một người là cử nhân âm nhạc lúc mẫu giáo, với lại một người là được lên sân khấu hát. Hơi nhỏ, nhỏ. Từ nhỏ. Cái niềm đam mê âm nhạc có cả. Nhi ơi, Nhi, anh bảo vệ em đó, không đọc số điểm ra. Nhưng mà cho em hỏi cái tí nữa mình bước vô tiếp theo là mình tính điểm lại từ đầu đúng không? Dĩ đâu nhiên. Có cộng gì vô đúng không? Dĩ nhiên. Em cố tình như vậy luôn á. Được, ok. Lần đầu tiên được gặp những khách mời mà có gu lại như vậy, thấy không? Anh Đức và Tiến Công, chúng ta hãy cùng nhau bước ra giữa sân khấu. Đây. Và bây giờ phương thức để xác định đội trưởng 1 và đội trưởng 2 ai làm động tác dễ thương, cute hơn sẽ là người đội trưởng 1. Trời ơi, ghê quá vậy. Một hay là những, một hay những. Bao nhiêu cũng được. Ví dụ một là anh biết anh chơi một cái là bứt nóc luôn. Còn những thì anh hơi lo. Thôi em nghĩ anh nên một đi, tiền chiêu cuối thôi anh. Mình chiêu cuối đi. Chiêu cuối thôi. Một nha. Một, hai, ba. Ba. Em vừa ca đất. Đất đàn ông đó. Cái ký ức mẫu giáo của anh là ùa về. Hồi xưa là đi học mấy đứa nào ăn hiếp anh là ừ.
Trời ơi, tội nghiệp quá, ai học chung với ảnh chắc ám ảnh lắm. Lỡ hoài chứ. Đây là lúc quẹo lửa. Anh Đức, anh là đội trưởng 1. Ok. Anh chọn ai trước? Cảm ơn tụi em rất nhiều, cảm ơn tụi em đã nhắc anh cái tên anh không nên chọn, cảm ơn tụi em. Anh Đức ơi, anh nhớ hồi nãy không? Em đứng kế bên anh nhìn bài quá trời luôn á, anh chọn em đi. Em đã nói gì rồi thì đâu có gì à, anh không chọn em đúng không? Mà Sĩ Thanh vậy đấy. Tiến công. Em nghĩ là dù gì em cũng biết âm nhạc nhiều quá, em nên là phải có một cái gì thử thách cho em. Em chọn Diệu Nhi. Thế là em biết góc mặt bên phải của Diệu Nhi rất đẹp. Góc mặt bên phải Diệu Nhi rất đẹp nên Diệu Nhi ngồi bên phải mới góc mặt rất đẹp đúng không Nhi? Cảm ơn công rất nhiều. Tiếp theo ạ. Hồi nãy mình nói gì đó? Anh Đức. Để em làm quân sư quạt mò. Ok. Theo như em thấy thì nãy Bạch Công Khanh không làm được gì hết. Anh Khanh giả bộ thôi, ông giỏi nhạc lắm á. Anh Khanh, Khanh giỏi cái này. Tại lúc nãy là nghe lời mấy bạn ở dưới trả lời sai thôi, chứ thật ra là Khanh cũng giỏi lắm á. Chọn đi mẹ. À, chọn Hà Thúy Anh. Tại vì em biết là kho tàng nhạc của Hà Thúy Anh nhiều lắm. Tiến công. Em quyết định là em chọn một người có kiến thức âm nhạc thật là sâu và nhiều hơn, đó là Vicky. Chúng tôi bên đây đã có Nhi rồi, cho nên em nghĩ bên đó anh cũng chọn bé Nhi đi. Bé Nhi, bé Nhi. Đây là sự lựa chọn cuối cùng, phải quyết định cho chính xác. Ok, xin lỗi bé Nhi, anh chọn Bạch Công Khanh. Và bây giờ chúng tôi xin mời các bạn dùng trà cùng chúng tôi trong ít phút giải lao.